Rồi, Mẫn Long An mến chào cô chú anh chị và các bạn ha. Thì bữa nay mình cũng tiếp tục cả nhà. Ở đây thì đến cầu bãi này xe rất nhiều luôn cả nhà. Đó, xe này rất nhiều luôn ha, xe bãi xuống. Để qua bên đây mình tiếp tục cho cả nhà mấy chiếc này luôn cả nhà. Đó, thì chiếc này là chiếc Kubota nha, hàng đầu quan anh cả nhà. Thì ở trên này thì mình cũng tham khảo cho cả nhà xem ha, Kubota L120 cả nhà. Đó, thì xe về bên công về thì bên kho để về làm mấy chiếc này là chiếc đẹp lắm á cả nhà. Chiếc này là hai cầu ha. Rồi, ở dưới đây có chiếc Mitsubishi này cả nhà. MT4201. Chiếc này là cũng hai cầu luôn cả nhà. Thì hàng bãi thì về thì nó có về nè cả nhà, chứ không phải như là hàng kho mà dọn sơn này kia rồi lại thôi. Rồi, ở kế bên đây là có chiếc L133 luôn cả nhà. Thì mình cũng đứng quay ở ngoài đây, mình không có chui vô trong mà coi số giờ được cả nhà. Thì trên này thì đóng chằn đóng chéo rồi, mình không có dám chui vô ha. Mình chia sẻ cả nhà xem thì những chiếc xe ở kho bãi này thôi nha. Đó, trên đây thì có chiếc Kubota 2006 cả nhà. Chiếc này một cầu nha. Mình dòm thấy chiếc này là bốn máy luôn cả nhà. Đó, phần lường của nó dưới của nó. Rồi, bên đây chỗ chiếc Kubota này cả nhà. Đây tiếp là 1800 2T này, DT này cả nhà. Chiếc này hai cầu nha. Chiếc này ba máy luôn cả nhà. Chiếc này rất đẹp ha. Đó, ba máy luôn. Chiếc này thì mình nhìn thấy là chiếc này là đẹp lắm á cả nhà. Chiếc sơn zin của nó xanh lè luôn. Đó, phần lường dưới nè cả nhà. Rồi, ở đây có chiếc Kubota L120 nè cả nhà. Chiếc này hai cầu nha. Thấy chiếc này đẹp lắm cả nhà. Đó, từ trong ra ngoài sơn zin rồi còn ok luôn. Cái phần trước của nó là xanh lè luôn cả nhà. Rồi, kế bên đây nè cũng có chiếc đầu quan là 120 luôn cả nhà. Đó, là 120 luôn nè. Chiếc thì cũng hai cầu luôn cả nhà. Đó, thì để rồi đây có chiếc Yamaha 2002 à cả nhà. D chiếc này hai cầu luôn. Đó, cái hàng bãi về vậy nè cả nhà, thấy sình đất rồi ở nước ngoài chuyển về sau là để nguyên vậy luôn á. Rồi, trước đây chiếc L1 Kubota L1275
mình thấy cái đùi của nó sạch sẽ lắm cả nhà. Cả nhà phần trong mình không có dám chui vô trong cả nhà, thì mình cũng quay sơ sơ ngoài đây cho cả nhà xem tham khảo ha. Phần trong tại vì nó nằm xe rồi nằm cái dàn trên cũng ngán quá. Rồi bên đây có chiếc Sura SD2002 nè cả nhà, chiếc này một cầu luôn nha. Chiếc này là hai máy cả nhà. Đó, đây có chiếc L120 nữa cả nhà. Đó, chiếc này cầu một cầu, hai cầu cả nhà. Rồi đây có chiếc L185 luôn cả nhà, cũng chiếc cũng có hai cầu luôn. Đó. Vì cái phần mô tả có số điện thoại ha, cả nhà cứ trực tiếp gọi bên kho để biết thêm chi tiết và giá cả nha, hoặc cả nhà chứ cho mình cái bình luận luôn cả nhà. Đó, bên đây thì xe rất nhiều cả nhà, thì mình cũng có chia sẻ cái clip trước đó cả nhà. Rồi kế bên đây thì có chiếc kế tiếp cho cả nhà ha tham khảo nha. Cái này TA 4.100 cả nhà, chiếc này chiếc hai cầu, chiếc này công cũng mới về luôn. Đó, trong còn có Isekia. Ở đây rất nhiều luôn, xe luôn cả nhà. Rồi mình cảm ơn cả nhà rất nhiều, thì có gì cả nhà cứ xuống phần mô tả có số điện thoại để biết thêm chi tiết xe em nói nha. Rồi.